Vừa rồi thì quý vị khán giả và các bạn vừa được thưởng thức ca khúc của một nhạc sĩ trẻ mà hồi nãy anh cũng ra đây làm phụ diễn với lại One B trong vai trò rapper trong ca khúc Đôi Mắt, và anh cũng là người sáng tác ra ca khúc này. Thì nói chung là One B cũng như là anh Nguyễn Hải Phong cũng rất là vui và hạnh phúc khi mà trong thời gian gần đây thì Đôi Mắt đã nhận được sự quan tâm và đón nhận của rất nhiều các bạn trẻ yêu nhạc, và hiện cũng đang đứng trong top rất nhiều các bảng xếp hạng âm nhạc trên mạng và cũng như là trên sóng radio. Và chắc là bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ để cùng trò chuyện lại với anh Nguyễn Hải Phong. Vâng, Phong xin chào tất cả các bạn đang có mặt cũng như các bạn đang xem đài. Xin gửi đến các bạn lời chào trân trọng nhất. Và có lẽ thì đến với lại chương trình Gia Anh Live ngày hôm nay thì chắc là anh không có tặng cho khán giả ca khúc Đôi Mắt không rồi đâu đúng không anh? Tại vì em nghe đồn là anh có một ca khúc nào đó rất hay. Có lẽ là đến đây bị One B Tuấn Anh nào bắt rồi là không có chạy đi đâu được. Thì Phong một lát nữa đây. Sau khi phụ diễn cùng với One B Tuấn Anh một số bài, Phong sẽ gửi tặng các bạn một ca khúc mới mà Phong sẽ cho phát hành trong một thời gian gần đây. Thôi thì bây giờ anh tặng luôn đi. Anh tặng luôn. Anh tặng luôn đi ha. Anh tặng luôn rồi lại quay lại hát với B sao? Ok. Vậy thì chắc là bây giờ sẽ One B Tuấn Anh sẽ nhường sân khấu lại cho anh Nguyễn Hải Phong. Một tràng pháo tay cho anh Nguyễn Hải Phong ạ. À.